Tôi mới thấy bà hỏi ra không thấy mắt la nào trơn ơi. Cái áo này là nó như vậy. Đây là phía sau lưng, đây là phía trước. Cái áo này nãy sale có 40.000 rồi nha. Mẫu này hồi nãy sale chỉ có 40.000 thôi. Nó dài như vậy nè. Tay của nó là đây. Đó, bèo. À, có khách nữa. Trời ơi, sao ngoài vậy? Sao sao? Nhưng mà kêu em mua đồ á, Ờ. mấy cái bộ đồ cho bé trai em bị chật rồi, cho em đổi đi số lớn không được mà. Đồ nào vậy? Đợi chị chút đi. Đợi đợi đi. Đợi xíu, đợi xíu. Bộ nào chị bỏ ra đi. Bữa hồi sáng này là đổi rồi phải không? Mà cũng về cũng chật nữa Dạ hả? không, cái này đồ bộ. Còn hồi sáng là em đổi đồ ngủ. Mấy bộ này nè, về nhắc em mặc bị chật á. Cho em đổi hai size nữa được không? Lên hai số nữa được không? Nó số mấy rồi? Để số 5, lấy em cỡ số 7. Số 7 như còn có hai màu. Số 6 có không à? Số 6 cũng được. Chị đổi sai chị. Để số mấy? Ở số 7 mà em nhớ số 7 còn hai màu Hồi mà không trưa biết chị cả. lấy số 5 à? Dạ. Lên số 6, Số số 7. 7 gì cũng được. Bà lỗ. Hello Kim. Áo vàng 12 kg hả? Áo vàng. Đây áo vàng nè. Không có size to. Hết rồi. Bữa đó bữa có tới size 10 lần nhưng mà giờ cũng hết size luôn rồi. Chưa lấy số 5 giờ còn số 6 à. Em nhớ là số 7 là còn hai mà hai bộ mà không biết sáng giờ có ai lấy chưa. Số 6 Ngày lớn nhất là tầm khoảng cái ngày đó 22 kg nha cái áo này ha. Áo chị màu vàng trên đó. còn số 7. 5T. 5T. Phải lấy số 3 hoặc số 4. 5. Dạ Thôi mà bây giờ chị lấy đó, size số mấy thì đưa cho chị đi chứ khỏi khỏi số ký nữa. à, chứ giờ còn thứ sáu thôi chứ thứ Rồi bảy thứ 12 nào cũng ký được, nè. còn hai bộ thứ sáu nè, nãy giờ bán gì thứ sáu nãy giờ bán rồi. À trắng bạch tuộc hả? À trắng bạch tuộc cái xe nhỏ chứ không phải xe lớn. Để em xíu nha, mua vô lại nha. Này là của Lina. Tắt rồi. Không còn số 7 đâu. Mất rồi chị. Số 7 rồi. Cái đại hả? Đại nè. Chị lấy đại cho em một bộ cái tay cũng được. Ủa, bên thứ 6 giờ còn có một bộ này nè. 10, 12, 12, 12 luôn. 10, 12, 12, 12 là 28 kg hả? Mấy lại con này 26 kg có là hai con này 30 kg đi ha ha. chị. Đúng À, rồi. size 10 với là size 12 nha. Nè, áo trắng như thế này luôn. Cái hình là hình theo nha, chữ là chữ theo hết trên đây luôn nè. Rồi 35k. Này là lấy comment mấy báo trắng luôn 35 luôn ha. Áo trắng 35 nha mọi người, nó cũ cũ ở đây nha. Nó có nó khoét ở đây nữa ha. 35 nè. Em có size cho bé 28 kg đi với lại 28 với 32 kg đi ha. Số 10. 26 32 26 30 cũng được. 26 27 kg với lại 30 30 kg đi nha, size 10 và size 12. Hôm nay nào lấy áo trắng comment áo giùm em luôn 35 này ha. Áo 35 của Tâm Chính Phẩm luôn nha. 35.000. Trời ơi, đang mua đồ cho con mày. Lần nào cũng canh sai, cũng đổi sai chưa á. Áo trắng. Xét hả? Sao đại dần, tự nhiên giờ.
nè, chị ăn nha, ngô 30 kg nè, rồi cái size 12 nha. Quả đẹp nha. 30. Rồi trắng trắng. Bè ba lỗ còn cái hồng này. Nó là size đại hết trơn rồi. Cái hồng này vải rất là mát luôn. Trời ơi, size số 12, cái này 32 kg giùm em nha, phơm này nó hơi to đó. 32 kg. Nè, nó vậy nè. Đó, áo ba lỗ nha mọi người, phía trước ngắn là nó thiết kế như vậy nha. Phía sau là đang, đang chéo lưng ha. 32 kg nè, 40 nè. Mày nào lấy mẫu này comment em 40 nha. Size 32 kg mặc vừa. Vải cô tâm chính phẩm luôn. Rồi sau lưng này là thiết, nó xéo vậy nha. Mày nào lấy được hồng comment em hồng ha. Hồng 40, còn một cái nữa không biết sao gì. 40 ngàn, size này 32 kg đi ha. 40 32 kg. Cái áo anh trai, cái chồng áo này áo anh trai 10 ngàn, con trai 10 ngàn, kiếm size lớn. Để cái áo xanh nó gì mẹ ơi, cái áo xanh nó coi size lớn đi chị ơi, 32 kg nha, size 12 đó, nhưng mà phơi nó bự lắm. Rồi cá này siêu mát luôn. Cái này bán luôn 30 ngàn. Mà cái này mát lắm luôn nha. Siêu mát. Nè cái này là ngoài sau lưng ha. Ở đây là phía trước nè. Có hai lớp luôn nha. Vải này giống như là không biết vải von hay vải gì á. Mà nói chung là cực là mát luôn. Rồi mẹ nào lấy áo comment áo giùm mẹ luôn, 30 ngàn nha. Chốt áo 30 siêu xinh luôn ha. 30 ngàn. Cái này phơm size lớn nha, 30 ngàn. Em kiếm cái size của nó nằm ở đâu rồi. 30 màu xanh xanh. Mình cái lớp nào ta, kiếm phụ á. Không lấy cái size gì nằm đâu hết trơn. Trời, mà nó có hai lớp hay giống như vải von vậy đó. Rất là mát luôn. Nó có một cỡ hả? Phía sau nè. Đó. Em cũng nghĩ cái này có 28 30 kg á. Chắc nó có một cỡ một rồi. Vì có một size kìa. Nó nhỏ hay lớn? Không, xếp ra thôi. Nè, cái này chắc có 30 kg ok luôn nha. À, áo vàng có 13 kg. Áo vàng có 13 kg nha. À, 13 kg. Đang sale có 40 ngàn thôi. Rồi áo này 30 luôn nè. Ta thấy nó tối như ta. Hay là cái màn hình của em tối. Cho lên đèn sáng. 30 nha, mẹ nào lấy cho áo này comment dùm em, áo xanh luôn hơn 30 ngàn. Áo ba lỗ này nè. Trời ơi áo lẻ, đúng rồi, mẫu đó áo lẻ nha, 40. Rồi ai lấy áo xanh cho áo xanh dùm em 30 ngàn luôn à. Cái này dễ thương lắm luôn, rất là mát luôn nha. Siêu mát, siêu mát. Mặc với lại quần sọt riêng cũng được. Chốt 30 còn 30. 30 ngàn. 30 đi mọi người. Nè, ta lớn nè. Nó là áo lẻ đó, mẫu này chỉ có 40 ngàn thôi nè. Nó thiết kế như thế này nha, phía trước nè. Cái này là phía trước ha. Phía trước là 2 dây, còn phía sau đó là chéo lưng nè. Ở đây có cái nờ nữa ha, 40 ngàn. Cái này có 14 kg nè. Mình 7 giờ đi, nói chung là bây giờ live tới tối luôn á. 7 giờ là được. 7 giờ là sẽ được. Áo chuột. Con chuột. Chuột này còn size 28 kg nè. Rồi mẹ nào lấy chuột comment chuột giùm em luôn nha. Cái áo này vải siêu đẹp luôn nè, cưng xỉu luôn ha. Còn size 26-28 kg mặc vừa nha. À ok. Rồi ai lấy chuột comment luôn. 26-28 kg nè, 40 ngàn luôn. Chốt chuột comment chuột giùm em nha. 26 và 28 kg. Cô tông chính phẩm luôn ha. Có ở đây dưới đây nó có cái nơ dưới đây này. Trước ngắn sau dài nha. Ai lấy áo chuột comment áo chuột ha. 26-28 kg. Rồi lấy áo comment áo chuột giùm em nha. Cô tông vải siêu đẹp luôn. 26-28 kg mặc vừa. 40 chuột. Chuột 40 ngàn. Rồi 26-28 kg luôn. 26-28 kg nè.
26 28 kg. Em còn hai size nha mọi người. Nè mẹ nào lấy sọc comment sọc giùm em luôn nha. Em còn một size 10 và một size 11. Size 10 này chắc tầm khoảng 25 kg mặc thoải mái đi ha. 24 kg đi. 24 26 kg. Mẹ nào lấy áo comment áo giùm em nha. Áo 40 luôn. Chốt áo comment áo 40. Áo hồng 40.000 ha. Cái này là theo nè. Nó mấy cái mẫu này mặc chung với quần sọc riêng dễ thương lắm nha. Em còn size 10 với size 11. Mà cái phone này chốt gần shop mình ở gần tu viện Vĩnh Nghiêm nha. Gần tu viện Vĩnh Nghiêm. Cái chỗ KFC á, KFC đi vô á, đường Nguyễn Thị Đặng đi vô á. Rồi mẹ có lấy được áo comment áo nha, 40.000 luôn. Còn có hai size thôi, 40 mọi người. Như xe đại hồi nãy còn mấy cái quần sọt không mà chị này, không? Có bài nhỏ nữa nè. Nè, áo đỏ nè, cái này là hình thêu ha. Có size nhỏ nữa hả? Nhỏ này nhiêu? Ờ. Sao nó không biết size ta? Sao nó không biết size cả? Mấy cái nhỏ này dễ thương nữa, cái này có cho 16, 18kg gì? 18kg nè. Trời ơi, mấy cái này cưng quá nè, 30.000 nha. 18kg có con cái luôn nè. Mày đang lấy áo xanh. Nó xịn ra rồi. Trời ơi, trời, xịn quá thì xịn luôn á. Xịn ra dài nó. Trời ơi nè. 4T nè. Vậy mà nó bự chụp bá vậy đây nè, 18kg nha. Đó mẹ nào lấy chốt luôn ha. Chắc là từ bao nhiêu? 18kg ha. Từ 14 15kg gì cho tới 30kg mặc vừa luôn. Cái áo xanh đây nè. Mẹ nào lấy áo xanh chốt áo xanh giùm em nha. Trời ơi áo xanh 30. Cái áo này cưng quá trời luôn á. Không bằng dài. Nè. Có 30.000 à. Cái áo này nè mọi người ơi, vừa dễ thương mà vừa mát nữa. Rồi áo vàng nha. Áo vàng này cũng tầm 30kg nè. À, cô Tâm chính hỏng luôn nha, lấy vàng comment vàng ha. Còn cái sale 35 ngày luôn, chốt vàng 35 nha. 30kg mặc vừa. Thoải mái luôn chứ phải vừa nữa. Rồi lấy áo vàng, chốt áo vàng giùm em luôn 35 ngày nè. 35, 35, 30kg nha. 35 ngàn 30kg. Chốt áo vàng. Áo thơm simi. Mi này 35 luôn nè. Chị Mi này 10kg cho tới khoảng 24kg mặc vừa ha. Coi mày to nha. 10-24kg luôn. Rồi mẹ nào lấy sơ mi comment sơ mi ha. Sơ mi 35 luôn nè. Lấy sơ mi comment sơ mi 35 nha. Nó in hai mặt luôn nha mọi người ơi. Sơ mi với gái nha. 35k này chốt mẹ 35 đỏ. Vàng 35 Nguyễn Tú. Nguyễn Tú. Nguyễn Tú 411766. Rồi cảm ơn Nguyễn Tú nhiều. Quên gì giá rồi. Rồi đây, lấy mẫu này chốt luôn ra sơ mi giùm em nha. 12kg cho tới 24kg mặc vừa luôn. Ai lấy sơ mi comment sơ mi nha, sơ mi với gái nha. Sơ mi với gái. Đó, kiểu như vậy ha. Mặc cái quần sọt cũng cưng. Lấy sơ mi chốt giùm em sơ mi luôn. Hello chị Suzuki. Mà giờ hả, giờ là có đeo này like thì like sọt kim thôi. Hai thì ra quần sọt thôi. Ủa cái này tới số 9, số 10 nữa. Cái áo này nãy tới 24kg luôn nè. Trời ơi mà sale có 35.000 à. Mẹ nào lấy áo cam chốt áo cam nha mọi người. Có 35k thôi đó. Cô Tâm chính phẩm luôn nè. Đó. Cái vẹt như vậy nha. Rồi ai lấy áo này comment cho em áo cam 35 luôn. Cái này có size từ 8kg cho tới 24kg ha. 8-24kg mà thoải mái luôn nha. Chốt áo comment áo cam 35 giùm em nha. Áo cam 35. Size 8kg tới 24kg. 8kg tới 24kg mặc vừa 35.000. Áo cam 35.000. Áo trắng Quảng Châu. Cái này chắc bự á. Cái này mà cho mấy bé mà xe cổ. Xe cổ bự luôn. 13 5. Cái này 5 7 9. À. Nhớ về cái tên nó à, số 9 nè. Tên số 7 nè. Mày nhớ số 3. Số 3. Số 5. Nè, áo trắng nha, phong Quảng Châu đó. Áo trắng nha mọi người ơi, mày nào lấy mẫu này comment em trắng luôn hả? Sao này có như ta 28kg hả?
Cỡ 28 kg không? 26 kg thôi. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36 kg. Mở dùm em cái số này ra coi nó được 40 kg không? 36 kg mặt dừa nha. Rồi Quảng Châu luôn, mày nào lấy trắng comment trắng dùm em luôn ha. Chốt trắng 35 luôn. À lấy áo trắng comment áo trắng dùm em luôn ha. Rồi 40 kg mặc thoải mái luôn. Nè cái này là hình theo nha. Mày nào lấy trắng comment trắng luôn 35 ngàn. Size từ 26 kg đi, 26, 27 kg gì đó tới 40 kg mặc thoải mái nha. Được trắng comment trắng dùm em luôn ha. 35k màu trắng nè. Trắng 35. Áo trắng 35 ngàn. 28 kg tới 40 kg nha. 28 kg tới 40 kg mặt dừa. À, chuột đỏ. Chuột này hàng của size Yumi nha mọi người ơi, 32 kg nè. Ai lấy đỏ comment đỏ giùm em luôn nha. Size 32 kg mặt dừa. Chốt đỏ 35 luôn. Lấy đỏ comment đỏ 35 nha. Cái dạng áo phông đó 32 kg size số 12 ha. Mày nào lấy đỏ chốt đỏ 35 luôn. 35 đỏ nha. Size số 12 chốt chuột đỏ 35 nha. Chuột đỏ 35. Size 12 chuột đỏ 35 nè. Chốt chuột đỏ 35. Chuột cái màu xanh miếng. Món này mặc cái xe đại. Nè đại Quảng Châu nè. Đại Quảng Châu. Màu hồng. Màu hồng với màu đỏ hai màu. Hồng M đây. Sau này chắc có khoảng 32 kg nha. Cô Tâm chính phẩm luôn nha. 34 kg luôn. Mày nào lấy hồng comment hồng luôn ha. Đơn giản thôi nhưng mà phải xịn luôn nha. Chốt hồng comment hồng comment luôn 35 ngày luôn. Ai lấy hồng comment hồng 35. 35 hồng ha. Sau này 38 kg hả. Đây đang kiếm cái áo màu hồng đi nè. Không vừa rồi. Cái này khoảng 24 kg thôi nha. 24 kg. 34-34 kg mặc dừa đi. Mẹ nào lấy hồng comment hồng nha. 24-34 kg hồng 35 ngàn luôn. 35 hồng 24 kg với lại 34 kg nha. 24-34 kg. 28 kg có màu đỏ. Màu đỏ 35 nè. Mẹ có lấy được đỏ không? Đỏ này vải cũng đẹp lắm luôn á. Nè cái đỏ comment đỏ nha. 35 ngàn. Nó size 28 kg mặc dừa ha. Cái đồ đỏ comment đỏ luôn. 28 kg là có 26 kg, có 28 kg. Màu đỏ 24, 26, 28 kg nha. Mày nào lấy đỏ comment đỏ luôn 35 ngàn. Hàng Quảng Châu nè, mát vậy luôn. 35 ngàn nha. Lấy đỏ comment đỏ 35. 35 màu đỏ. Màu hồng 28 kg. Hồng 28 kg. Áo của Doctor được không? Hồi nãy có một cục size số 12 nằm nâu đây. Số 12. Đây, 28 kg nè. Ủa màu nâu hả? Trời ơi cái vải này đẹp. Nè, 30 ngàn luôn. Rồi mẹ lấy nâu comment nâu nha, 30 nè. Này là màu cà phê đó. Vải rất là đẹp luôn. Lấy nâu comment nâu nha, 30 ngàn luôn. Xả 30 ngàn cái này luôn. Lấy nâu chốt nâu nha. 30 ngàn. Kinh dễ sợ. Cái này có 30 kg nữa ha. 28 kg. 26, 28 kg và 30 kg mặc dừa nha. Mày đã lấy nâu comment nâu giùm em luôn ha. Nâu mọi người ơi. 26 kg là hình trái tim nè. 26 kg là hình trái tim ha. Vạt ngắn vạt dài như vậy nha. 30 ngàn một áo luôn ha. 30 ngàn. Size 30 kg nè, là cái hình cái cây kẹo nè. Đó. Nó không có một cái một mẫu gì vậy là khác hình hết nha. Khác hình lúc hết luôn. 26 kg nè, hình cái túi nè. Mày là lấy áo chút áo 30 nha. 30 ngàn luôn. Rồi 28 kg. Mẫu này nâu có nha, mẹ có lấy nâu thì comment nâu ha. Nâu 30, cái vải siêu đẹp. Siêu đẹp luôn, 30 ngàn. Kiếm màu hồng ở trên cái màu hồng. Cái màu hồng 28 kg có không? Nâu hả? Nguyễn Tú hả? Nâu 26 kg rồi. Smart số 11. 26 kg. Cái vải đẹp quá đẹp luôn.
Người nó tí. Cái này là xay nhí nữa nè. Cái này có, ta nhớ cục này xay số 12 nè. Cái này có cái mẫu mà rút dây dưới nè. Tôi chỉ nhìn thử cái nằm thôi. Để một cái hai qua lên bên đó cục đó. Quên một cái loại áo này là nằm bên một đống đó luôn á. Thấy nha. Thấy chưa? Áo này là nằm riêng đống thôi. Chị để riêng đống đó. Mấy ký nè. Này đây. 11 nè, 28 ký nè. Hồng 40 ha, cái hồng trúng hồng 40. Cô tâm chính là cũng đẹp lắm luôn. Áo hồng nha, 40.000, size 28 ký mặc vừa. Mày lấy được hồng comment hồng nha, 40 hồng 28 ký. Hồng mèo 40 28 ký nè. Rồi cái này là 26 ký nè. Cái này là phối bèo với dưới nha. Cái này 30 luôn, chốt mã hồng 30. Size 26 kg nha. 30 hồng. Hồng 30 size 26 kg mặt dừa luôn. Hồng 30 size 26 kg. Vàng 26 kg là chút vàng nha. À, dưa hấu hả? Size 10 kg nha. Hứa Trâm ơi, size số 3 nha. Size số 3. 10 12 kg mặt được. Rồi lấy vàng comment vàng 30 luôn. Size này 26 kg nha. Vàng 30 size 26 kg mặt dừa. Chút vàng 30. Đỏ. Đỏ 30 size 26 28 kg nè. Chốt đỏ comment đỏ 30 luôn nha. 26 28 kg mặc dừa. Đỏ 30. Đỏ 30, bộ dưa hấu có 50 đó. Sale có 50.000 thôi à. Lấy đỏ comment đỏ 26 kg. 26 kg. 26 kg. Màu màu sữa nha. 50 50. Nè màu cam sữa nè, 26 kg mặc dừa nha. Rồi chốt mẫu này comment hồng luôn. À, màu cam chứ cam sữa 45. Mẹ lấy cam sữa comment cam sữa nha. 45 cam nè. 45 hồng 26 kg nha. 45 hồng. 45 cam, 45 hồng, 45 xanh. 26 kg á. Cam xanh hồng 3 màu. 45 45. Cam xanh hồng 3 màu 45. À màu tím, màu tím nè. Màu tím 32 kg nè. Rồi lấy cái tím comment tím nha. Tím 32 kg. Chốt tím comment tím 30 luôn. Tím 30 nha, size 32 kg mặc dừa. Chốt tím comment tím. Màu cam sữa. Cam sữa Nguyễn Tú nè. 30.000. Ủa quên nó 45.000. Gỡ bộ dưa hấu xuống em. Dưa hấu. Rồi. Màu tím nha, tím là size 32 kg, 30.000 luôn. 30 tím. Áo vàng nha, áo vàng crop top nè, cô tâm chính phẩm nè. Chốt vàng comment vàng luôn 45. Bộ này là của Hứa Trâm. Rồi lấy vàng comment vàng 45 nha. Size này 26 kg ha. Rồi lấy vàng comment vàng nè. 45k 26 kg cô tâm chính phẩm luôn. Hàng của Lay Lay nha. Vải rất là đẹp luôn. 45.000. Chút vàng comment vàng luôn. Hết rồi. Buổi tối bé nó đấy. Hứa Trâm là 50 nè. Màu xanh, màu xanh là màu xanh sữa, màu xanh gì đó. Màu xanh sữa. Màu đỏ nha. Đỏ cũng dễ mặc nữa. Màu đỏ này có 30 thôi nè. Đỏ này chỉ có 30 thôi nha. Mày nào xem đây thì đồ gì thì hắn nghe ha. Màu xanh sữa 30. Làm cho chị cái chấm bì đi rồi. Nào, đây đó. Chấm bì. Chấm bì 30. Áo. Áo hình trái tim. Nè áo này 12 kg nè. Áo này trong cái set á. Nè. Mày lấy áo comment áo nha. Size 12 kg chốt áo luôn 30.000. Lấy áo comment áo trắng 30 nha, size 12 kg. Áo 30.000. Chốt áo comment áo 30, size 12 kg mặc dừa. Trắng 30.000 luôn. Cấp cốt này còn size không? Lúc tết này còn say nè, size 12 kg còn cái cô gái nè 30 ngàn nè, chốt cô gái 30 nha. Size 12 kg cô gái 30 ngàn luôn. Trời ơi cái mấy mẫu này áo lúc tết á bé mặc cưng xỉu luôn á nha. 30 ngàn chốt mã cô gái lửng lửng vậy ha.
Chúc cô gái comment cô gái 30. Cô gái 30.000. Vải quá đẹp luôn. 30 cô gái. Trắng 30. Trắng còm men trắng 30. Rồi cái này là áo dây. Áo dây nè, áo dây thiết kế nè. Áo dây thiết kế. Còn size 1 hả? Size 1. 20 kg. Cái này còn size từ 10 kg cho tới 20 kg mặt đường. Nó áo của nó này nè, nó kiểu của nó đắp như vậy, nói chung mà phải mặc lên rồi mới biết, mới phải móc lên mới được nè. Áo dây ha, thiết kế nơi như thế này nha mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Rồi phía sau nè, rồi 50.000 luôn. Ai lấy comment dây hồng men 50 nha. Cái này nó có tăng rơ rút lên ha, mình mặc cái mới mấy mẫu này cho bé mặc với lại quần ôm là rất là cưng luôn nha. Rồi phía sau nè, 50.000 ha, size từ 10 tới 20 kg mặc vừa. Đó, mẹ nào lấy mẫu này comment luôn, dây hồng nha, dây hồng 50, cái vải cực kỳ đẹp luôn. Cầm lên nó không ra được, nó phải mặc cho người, nó cái nơi của nó thiết kế đó. Nó vì nó rút nhẹ lại đó, rút nhẹ nơ lên mặt trước mặt sau vậy nha, 50.000 nè. Ai lấy mẫu này comment bên 50 nha, hồng hồng, rút 50. 50 hồng rút 10 tới 20 kg mặt vừa nha, mọi dây hồng. Dây hồng 50. Rồi có 20 kg. Dây hồng 50. À, hồng này hồng đuổi nè. Sơ mi hả? Sơ mi là sơ mi chai nha. Ừ, anh này áo trai. Con cục áo con trai nó nằm lạc lời đâu bên này. Một áo con trai. Nè, áo này áo kiểu nè. Áo kiểu. Mười ba. Số 9. 11, 28 kg. 24, 28. 24, 28, 32 kg nha. 24, 28, 32 kg. Nè. Đó, mẹ lấy áo hồng, mẹ nó hồng luôn, 45 nè. Áo này là áo đuổi á, thiết kế vậy ha. Cái dưới đó phối nè. Rồi lấy hồng, comment hồng luôn. Áo hồng nha, 45k, size cho bé 10, 26, 28, 24, 28 và 32 kg nha. 24, 28, 32. Mẹ có lấy áo một chút áo nha. Cái này là dạng áo thiết kế, áo kiểu á. Áo kiểu vậy ha, 45.000. 45.000 hồng, hồng sơ đại nha, 45. 45, 45. Kiểu này cho nó lạ lạ. Rồi, mẹ nào vô ra chấm mẹ với mọi người. 12 kg nè, 40.000 nè, chốt đỏ nha. 12 kg mặt vừa ha. Cái vậy nó vậy nè, đó. Không có 30 kg chị, 32 kg nha, 28, 32 kg. Size số 9, số 11 với số 13 nha, 9, 11, 13. Rồi cái áo này nha mọi người, cái nó áo rất vai vậy ha. Nè, vải đây là vải von đó. Vải von nha, ai lấy chốt luôn 40 giùm em nha. Áo này 40.000 luôn. Cái này em còn 12 kg nè. 12, 18. Ừ, cái áo gì mà nó nhẹ, 20. 16, 12, 16, 18. 12, 16, 18, 20. 12, 14, 16, 18, 20. Nè, ở đây áo comment áo giùm em nha. Thích thì mặc cái vai con nhỏ vậy cũng được, mà thích nữa thì mặc bẹt vai cũng được luôn ha. Ai lấy áo số áo đỏ 40 nha. Áo đỏ 40.000. Áo đỏ thiết kế 40. 12, 14, 16, 18, 20. 12, 14, 16, 18, 20 áo đỏ. Thôi rồi. Lúc cái size số 13 đây em. Size số 13. Đỏ là áo màu hồng. Rồi ai lấy áo đỏ chút áo đỏ ha. Áo đỏ đi. Áo đỏ đi.
em lấy rồi nè, sơ mi nè, sơ mi dạ quang luôn, áo sơ mi và baby doll như vậy nha. Size này hả, tầm khoảng 12-14 kg mặc vừa nè. Mày nào lấy cam comment cam luôn ha, 40.000 nha, chốt mã cam 40 giùm em luôn. Áo sơ mi mà baby doll ha, 40.000. Cái này có size 32 kg nè, nhìn là thấy có size 32 kg nè, giờ đồng giá luôn 40.000 nha. Với đại gì không biết, không biết còn size gì hết, bán luôn 40.000. 30 kg, 32 kg nè, 36 kg nè, trời ơi, 38 kg luôn. Cái size này lớn nha. Này là lấy áo, comment áo luôn 40.000 ha. Ui bự dưới 40.000. Sơ mi nha. Cái này chắc phải lớn chắc khoảng size 15 hả? 15 chắc 38 40 kg mặc vừa luôn. 38 kg 40 kg mặc vừa luôn. Size 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15 nha. 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15 hứa 100. 140. 40 nè. Hả? Đúng rồi. Lấy rồi. 12, 13, 14, 15 đạt số đó nha, chứ không xuất ký đâu. Số của cái áo luôn. Siêu to. Áo trắng nè, áo trắng áo hồng nè. Áo trắng áo hồng này là size 30 kg nè. Rồi lấy trắng comment trắng nha, 30 nè. 30 trắng nha, size 30 kg luôn. 30 trắng. Rồi hồng 30 luôn, size 32 kg. Rồi mẹ lấy hồng comment hồng 30 nha. Hồng này là size 32 kg, còn trắng là size 30 kg thôi ha. Trắng này 28 kg nè, trắng 28, hồng 32 kg. Mẹ nào lấy comment giùm em nha. 30.000 trắng hồng ha. Trắng hồng 30. Hồng là 32 còn trắng là 28. Hồng 32 trắng 28. Trắng hồng 30. Trắng trắng. Trắng hồng 30.000. Đây là đuổi. Đuổi. Sơ mi. Rồi sơ mi có kiểu này nữa nè. Ok chị. Trắng hồng 30.000. Rồi, em có cái sơ mi này nữa nha. Nó cũng là từ 12 kg luôn. Mỗi này là bán nhiêu? Mỗi này bán 50.000 luôn. Xếp trắng hả? Xếp trắng mực đó hả? Trắng này cỡ 14 kg, 14 15 kg gì. Cỡ 14 kg nha, Hứa Trâm ơi, 14 kg nha, 40.000 luôn nè. Lấy không? 14 kg nha, 40.000 á. 4 15 kg đi ha. 45 kg gì đó. Rồi cái sơ mi này cũng rất là đẹp luôn nha. Sơ mi kiểu nè, sơ mi kiểu. Cái này là 50-60, mày nào lấy được rồi chốt giùm em nha. Sơ nhí nè, 18 kg nè. 20 kg nè. Rồi 12 kg nè. Sơ mi kiểu nha. Cái này là 50-60 đó, mày nào lấy chốt giùm em luôn ha. Cái mẫu này đẹp ghê đó. À, quần đùi. Nó cũng hơi dài dài một chút. Đây nè, Quảng Châu mà. Hoàng Quảng Châu, cái quần của nó cũng dài chứ không có đùi đâu. Đó, quần tới gối nha. Quần tới gối dài thòn luôn nè. Không phải quần đùi đâu. Đó, lấy chốt lại nha. Trời ơi, có 40.000 thôi. Rồi lấy trắng comment trắng 40 luôn. Nó là cũng hơi tới gối rồi chứ không phải quần đùi. Rồi sơ mi nha mọi người ơi, 50-60 luôn nè. Sơ mi này là sơ mi kiểu ha, rất là cưng luôn. Nè, nó là thiết kế như thế này nha. Cúc của nó là kết ngọc ha, là nó may xéo xuống nè. Nè, trời ơi cưng quá. Sơ mi này dễ thương thiệt. Nè, nó thiết kế là cài cúc xéo từ trên đây xuống luôn nha mọi người. Đó, 50-60 giùm em nha. Ngày nào lấy được xếp trắng là sơ mi comment ở này gửi em nha. Hứa Trâm. Lấy cái viết luôn đi. Hứa Trâm. Rồi đây. Ai lấy sơ mi chốt sơ mi nha. Màu hồng phấn. Nè, bèo từ trên xuống dưới ha. Nè, cúc của nó nè. Cúc của nó cũng đi theo đường bèo luôn nha. Size này từ 10 nè. 4 chỗ luôn là 40 à. 40 12 kg nè. 12, 14 16 12, 14, 16, 18, 20 20.000. Mà đi lại này là còn từ lớn cho tới nhỏ luôn. Lớn ơi. Lớn tới nhỏ luôn. Mày nào lấy chốt trắng nha. Của hồng chứ, sơ mi hồng. Để em coi lớn nhất là nhiêu ký. Trời ơi, hai riêng nhí luôn hả? Bán gì hết.
Vậy là chỉ có một, một size 40kg nha. Có size 40kg nè. Size 40kg mặt giường. Mẹ nào lấy chốt luôn nha, một size to nữa nè. Sơ mi hả? Ui, xin ý rồi. Rồi ai lấy sơ mi nha, cái này là còn mấy xe size lớn á, lấy đồng giá luôn, trong đây là 50.000 luôn ha. Mẹ lấy sơ mi, chốt sơ mi giùm em 50 nha, còn xe nhí không à. Xe đại có con lột vô một cái 50kg á. Có mẹ nào bé mẹ nào mà bốn mấy 50kg á là mặc chung cặp với bé được luôn ha. Có một cái số 15 thun siêu to luôn. Là 40kg mà nếu mà mẹ gọn người là 45kg mặc được luôn ha. 45kg mặc ok luôn. Rồi ai lấy sơ mi chốt mẫu này nha, 50.000. Sơ mi tay dài ha. 50.000 thiết kế như thế này. 50. 1 2 3 4. Sơ mi hả? Sơ mi có nè, lấy số 2 không? 50.000. Nè, số 2 nè bà ơi, số 2 là mặc vừa nha, tại vì cái này nó vừa vừa thôi chứ nó không có bự lắm. Mà muốn lấy số 3 thì cũng có luôn. Đây có số 2 à, có số 3 luôn. Cái này một đống này sẽ nhí không luôn. À, chưa. Ánh Dương có hai bộ pyjama còn để lại đây nè, chưa ship nha, lấy gì thì giờ thì chốt luôn. À, số 3 đâu, kiếm giùm em cái số 3 coi. Cái số 3. Cái phôi mày nó dài rồi. Nè cái số 2 nè. Số 2 đây nè. Còn mà lấy cái số 3 thôi. Vải này vải kate nhưng mà giặt ra nó mềm vải hơn nữa ha. Số 3, người thích thì lấy số 4, lấy số 4, rồi số 3 thì lấy bự rồi đó. Ừ, số 3 nè. Phơm giáo quần hả? Phơm giáo quần mà cái vai nó rộng quá, tại vì cái này là tay dài mà. Đây là tay dài. Mặc phơm giáo quần là lấy số mấy? Số 4 hả? Mina, bé nhỏ nhỏ hôm bữa. Thôi lấy số 3 thôi, bự quá cũng không được. Nó bự, nó dài dưới nữa, bự trên. Nó này nó không giống áo thun đâu, rộng thùng thình cái trên quá, nó cũng không đẹp đâu. Na nè. À, hai bộ pyjama thôi hả? À. Anh Dương có lấy thêm gì không? Còn nếu như mà muốn gỡ luôn thì gỡ nha. Muốn gỡ luôn thì cũng được. Ai mua like chấm giùm em mọi người. Chấm chấm mọi người ơi. Số 10. Số 10, số 6. Cái này là cũng là áo kiểu nè, ATC nè, số 10. Bộ này là form to nha. Mà áo đỏ làm tết được luôn. Áo đỏ mặc tết được luôn. Nè, thiết kế về luôn nè. Cái này khoảng 26kg nè. Nè, áo đỏ nha, 26kg mặc nè. Có cái nơ to mà trước nha. Nói mẹ nào ra áo đỏ, chúng áo đỏ luôn, 26kg mấy gái nè. 26kg. Rồi 60.000 luôn, ai lấy comment giùm em 60 nha. À rồi ok ok. Nếu đỏ chút đỏ luôn 60.000 ha. Thiết kế phía trước là có cái nơ như vậy nha. Mẹ nào lấy được áo đỏ comment áo đỏ giùm em ha. Tay của nó hơi bồng nhẹ như vậy. Áo đỏ nha, 26kg. Thì coi còn size gì nữa ha. 60.000, 26kg mặc vừa. Mấy cái này là 80-90.000 cái không. 36kg nè. 36kg. 34-36kg luôn. 34-36kg luôn nha, lấy đỏ chút đỏ luôn ha, 60.000 luôn nha. Này 34-36kg nữa. Hàng của TC. Áo này áo kiểu nha, 26kg nè. Size số 10 đó. Size 10 nha. 26kg ok nè. Nguyễn Tú. Áo đỏ, áo kiểu. Áo kiểu, áo kiểu. Nguyễn Tú. Mười sáu ký nè, hai mười sáu ký luôn. Mười sáu ký. Sơ mi bi nè. Nè sơ mi này nó sale có 40.000. Size này 18kg nè. Ai lấy comment bi giùm em nha, size 18kg mặc vừa ha. Nó chấm bi luôn 40.000 nha, chốt mẫu này comment comment bi 40 luôn, cái nào vải lụa rất là mát luôn nha, size 8. 16 18kg mặc vừa. Ai lấy bi comment bi giùm em luôn ha. Này đơn giản thôi nè. Cái này đơn giản thôi nhưng mà mặc lên dễ thương. Có đồ cũng được, mặc giáo quần cũng được á. Rồi chốt bi comment bi. Ủa sao hai cái này giống nhau vậy? Này nổi. Hả? Nổi đâu? Áo cam.
bị gì? Này bên tay bên kia cho em. Đây. À rồi bỏ ra ngoài. Bỏ ra luôn. Cái gì lạ lạ. À đây nữa nè. Trời ơi cái sơ mi này size bự nè, size đại bự nè. Nó giống cái màu, nó giống cái màu cam hồi nãy em like, mà cái này là size lớn nè. 10 từ 26 kg cho tới 40 kg mặt dừa nha. Không đồ dài tay là hết rồi. Dài tay mà bữa hỏi nhiêu người ta. Bé gái hả? Bé gái 20 kg hả? Nè sơ mi nè. Nãy nay cái này 40.000 phải không? Rồi 40 luôn. Chốt hồng comment hồng 40 nha. 26 kg cho tới 40 kg mặt dừa. Mày nào lấy hồng comment hồng giùm em 40.000 luôn. Cái này chắc phải 28 kg nhá, phơm này bự quá. Phơm này quá bự luôn. 28 kg đi mọi người, 28 kg cho tới 40 kg nha, 45 kg luôn. Mày nào lấy hồng comment hồng ha, 40.000 nha. 28 kg tới 45 kg. Sơ mi nè, đây lấy hồng comment hồng 40 luôn. Lấy hồng 40.000. Phơm gì mà nó to 40.000 nha, tới 45 kg luôn ha. 45 kg cũng mặc được. Giá 24 kg hết rồi bây giờ. Cái mẫu mà pyjama mới về mà 24 kg, giờ chúng chỉ còn một màu, một duy nhất thôi. Một màu duy nhất. Có ai cần áo tay dài không? Có ai cần áo tay dài không? Cái này đẹp nè. Số 4 mà nó bự vậy rồi. Này từ hồng size 10 hả? Size 10 chị, bỏ em size 10 luôn. 40.000. Này cho mấy bé mà xếp áo hồng quần riêng sao à. Nhỏ xíu à bà ơi. Cái quần có xíu à. Nhiều cái này à. Bướm à. Rồi lấy gì nè. Size 10 40. Có lớn đó. Không, cũng hết rồi đâu vừa. Nè cái áo này có size nè. Cái này là từ 10 kg cho tới 24-25 kg mặt dừa luôn nha. Cái này là áo, nó này giống như là vải lụi á. Vải lụa, vải linen. Phơm này to, siêu to luôn. Siêu to luôn. Nè 26 kg mặc thoải mái luôn nha. Cái dây này là dây rút thật nha mọi người. Mình về mình rút lên ha. Đó, rút lên rồi xong rồi cột cái nơ phía dưới nha, làm set giống như là mặt mà nó hở cái bụng lên chút đi nè, thắt cái nơ lên vậy ha, siêu cưng luôn nè. Ai lấy bi comment bi nha, chút bi luôn. Con này lên như trời, lấy bi comment bi nha, 45.000. Mày nào lấy bi comment bi giùm em 45 luôn. Rút dây lên nha, rồi cột lên là nó sẽ hở ra cái bụng một chút xíu vậy ha. Rồi ai lấy bi chút bi 45.000 giùm em nha. Đó đơn giản thôi nhưng mà rút dây lên mặc cái lùn sọt cũng dễ thương ha. 45.000 bi 45, 45 bi, bi áo tay dài. Cái này là một cục này là có vừa nhí vừa lớn, vừa nhí vừa đại luôn nè. Cái áo này là cũng siêu luôn, cho hết luôn cho rồi. Tay nhí 40 nè, 12 kg nè. 12, 14, 18, 12, 14, 16, 18 kg. Với lại có một cái size 30 kg. Nè ai lấy áo xanh comment áo xanh nha. Áo xanh là 50.000. Cái này là của Tâm Sược hàng của gì TC nè. Vải này rất là đẹp luôn nha. Mẹ 30 kg mặc dù ha. Cái xanh comment xanh nha, xanh 50.000. Đó nó phối vậy ha, nó may phối nè, phía dưới nè nó có cái thắt cái eo phía trước nè. Size này 30 kg nha, 28 30 kg mặc dù ha, size số 11. Mẹ nào lấy xanh comment xanh giùm em nha, 50.000 luôn. Xanh 50. Còn size là từ 12 kg cho tới 20 kg là 40 ha. Rồi ai lấy được mẫu này comment em 40 nha, 40 xanh. 40 xanh. Nó mẫu biết còn ha. Xanh xanh. 40.000. 40.000.
Tay dài. Tay dài này mày tay dài nhí. Nè, cái này có tay dài nè, tay dài này có đại nữa nè. Hôm nay cái này nữa quen có xét đem qua ít xét đi, ít lẻ đi. Nay mệt mài. Cái này size này cho bé như tí nè, khoảng 16kg nè. 16kg mặc vừa nha, áo tay dài này có một cái màu vàng nè. Mày nào lấy vàng chốt luôn 30 nha. 30 vàng size 16kg nha. Chốt vàng 30 size 16kg mặc vừa. Vàng 30 ngàn size 16kg. Chốt vàng 30. Trời ơi cái áo dâu này. Áo dâu này size 28kg nè. 26-28kg mặc vừa nha. Size số 11 nè. Mày nào lấy hồng comment hồng luôn ha. Áo hồng cô tâm chính phẩm nha. 50 ngàn luôn. Chốt hồng comment hồng. Nè ở phía dưới nó có nơ ha. Rồi có đây là cái hình theo nè, 50 ngàn nha. Size này size số 11. Khoảng 26kg nha, 26kg mà thoải mái luôn nè. Mày nào lấy dâu comment dâu luôn. Dâu 50 ha. Dâu 50 ngàn luôn. Dâu 50 ngàn. Còn vàng là 16kg nè, chút vàng 30. Vàng 30 à, Ngọc Tú 50. Ngọc Tú 50. Rồi cái này là size nhí thôi, còn size nhí thôi. Nè có bé nào xin nhí không? 12kg mà 30 ngàn luôn nè. 30 vàng nè. Mấy cái áo này nhìn cưng quá à. Vàng này 30 nha. Em còn size 12kg cho tới 12-18kg mặc vừa nha. Mày nào lấy vàng chốt vàng 30 nè, tay dài ha. 12-18kg 30 vàng. Vàng 30. Cái vàng comment vàng 30 ngàn nha. Vàng nó 30 ngàn 10kg. Rồi cái áo này baby doll này 30 ngàn nè. Baby doll. Áo này 30 mọi người ơi, 10kg cho tới 30kg mặc dừa luôn nha. 30 ngàn ha. 12kg cho tới 30kg mặc dừa. Cái kiểu dạng baby doll như vậy nè. Phải siêu mát luôn. Ai lấy đen comment đen giùm em nha. Đó. Mày nào lấy đen comment đen ha, size từ 12kg cho tới 30kg luôn. Chốt đen comment đen 30 giùm em nha. 30 đen. 12kg cho tới 30kg. Chốt đen comment đen. 12-30kg mặc vừa. Vải này rất là mát luôn nha. Rất là mát luôn. Đen 30. 30 ngàn. Mấy cái này là áo của mẹ luôn. Gucci. À tay dài nè. Tay dài Mickey. Tay dài áo trúc. Ui cái này to quá. Nè 28. 28kg nè. 26-28kg nha. Em còn cái áo tay dài nè. Mẹ lấy comment luôn 20 ngàn luôn nha. Áo chuột 20. Cái này là áo hàng xuất luôn nha. 20 ngàn luôn. Chốt áo comment giùm em áo 20 nha. Tay dài nha. 26-28kg. Chốt áo chuột 20 ngàn luôn ha. Áo chuột 20. 26-28kg mặt dừa. Rồi ba lỗ thôi có trong đây nữa đi. Áo chuột, áo chuột. 26-28kg. Tùm lum tới lẻ nè. Cái này áo trắng nha, 26kg mặt dừa. Trời ơi cái này nó đẹp kinh khủng khiếp. 60.000 chốt trắng. Áo của Sumi nha, cô Tâm chính phẩm luôn. Mẹ lấy trắng comment trắng ha. Size này là cho bé 26kg nha. 26-27kg gì cũng được hết. Dạng áo phông á, phơm to. Cái này là nó kết ngọc trên đây nha. Hình của nó là hình in rồi xong rồi nó may lên trên áo luôn á, cho nên là không được bông tóc gì hết nha. Mẹ nào được trắng comment trắng luôn, nhẹ áo phông siêu đẹp luôn. Đó. Áo phông của Sumi ha, 60 ngàn nè. Ai lấy được áo comment áo giùm em nha. Áo phông của Sumi 55 ngàn đi. Size nhí 45 trời đại 55 ngàn. Cái này em còn size 22kg nữa nè. 22kg. 16. 16, 22, 24kg nha. Có một cái 24, cái 26kg luôn. Rồi mẹ nào lấy trắng comment trắng nha. Đốt áo trắng luôn. Và đẹp quá thì đẹp luôn. 50 ngàn. Ủa 55 ngàn với xanh nhí 55 trở đại 45. 45, 55 ngàn. Màu trắng. Có ai lấy set gì không? Áo chuột 26kg nha. Nguyễn Tú. Nguyễn Tú áo chuột. Cái áo tay dài kìa.
không. Không không. Này nào bô đa chấm giùm em với nha. Rồi áo chuột. À, Nguyễn Tú 20. 20.000. Rồi cái áo này 45.000 nè mọi người, đẹp lắm luôn á. 45.000 xe nhí, 55.000 xe đại nha. 24 26 kg. 16 kg là có 45.000 thôi à, mà đẹp quá trời đẹp luôn nha, dễ thương cực kỳ luôn nè. Vải đẹp xịn, cái hình cưng dễ sợ cưng luôn. Nè 16 kg là size 5 luôn nha, mà cái này phơm má phong á, cưng xỉu. Vải đẹp quá đẹp. 45.000 à. Size nhí 45.000 nha. Còn 24 26 kg mới là 55.000, lần 10 nè. Giá rẻ bất ngờ 45.000. Đây cái áo dâu này còn cái nè. Áo dâu này còn cái size 30 kg nữa nha. Mẹ là lấy dốt luôn ha. Áo dâu còn một cái 30 kg. Rồi áo đen. À rồi chút. Nó nguồn lấy chiên chị ơi, lấy chị bao nhiêu ký? Nè áo dâu này 50 nè, em còn cái 30 ký nữa nè. Mẹ là lấy áo comment áo nha, size 30 ký ha, 50.000 nè. Chút áo comment áo dâu dùm em nha, size 30 ký 50.000 ha. Cái này là hình theo nha, đẹp quá, hình nó kết lên luôn á. 50.000, size 30 ký mà thoải mái nha. Cái này là size số 13 là em trừ hao hết cỡ rồi nha mọi người, 30 ký thoải mái nha. 30 ký thoải mái luôn. Rồi cái này là áo rất tốt. À, áo trắng hả? Lấy áo trắng. Rồi lấy rồi, lấy rồi. Áo trắng là 24 26 kg là 55.000, còn size 16 18 tới nói chung là 20 kg đều lại là 45.000 nha. Rồi cái áo này sale luôn 20.000 nè. Mẹ nào lấy áo comment áo nha. Kiểu áo crop top vậy ha, siêu cưng luôn. Có màu tím, để coi còn size gì. Màu tím. Màu tím, màu tím. Cái này là còn size 10 kg hả? À, 10 tới 16 kg nè. Ai lấy áo tím comment áo tím 20 nha, em sale 20.000 luôn. Chốt áo comment áo tím 20. Cưng quá đi, rất tốt nè. Cô Tâm chính phẩm hết nha, mà tại em sale bỏ mẫu á. Rồi màu cam còn cái size 10 kg nè. Mẹ nào lấy cam chốt mã cam 20 nha, size 10 kg mặc dù. Áo crop top cưng quá thì cưng luôn. Nè. 20.000 nha, chốt cam 20 size cho bé 10 kg ha. Bé 10 kg. Ái 10kg, màu hồng luôn 20.000 luôn nè. Mẹ nào lấy hồng comment hồng 20 nha. Hồng này em còn size 8kg, 10kg, 8, 10, 12, 16kg nha. 8, 10, 12, 16kg. Mẹ nào lấy áo hồng comment áo hồng luôn. Chốt áo hồng luôn 20.000. Áo hồng 20 nha. Cô Tâm chính phẩm luôn. Áo hồng 20. Cái áo trắng là áo phong của Sumi á. Gọi nó đẹp. Đẹp thật sự. Rồi áo đen nè. Áo đen nè. 9, 11. 9, 11, 12. Có 3 size thôi. Áo đen cũng tốt nè. Chữ thiết kế như vậy luôn nha. Mình đã áo đen chút áo đen luôn ha. Tay của nó tay dày phía dưới nó có cái. Cũng là có nơ như vậy luôn nha. Size này 24kg nè. Mày nào lấy đen comment đen ha, 24kg nha. 45.000. Có màu đen. À quên nữa, 24 24, 28, 30kg. 24, 28 và 30kg mặt vừa nha. Mày nào lấy áo đen comment áo đen luôn ha. 45k nha, chốt đen 45. Cô Tâm vải rất là đẹp luôn. Tất cả áo đều là cô Tâm chính phẩm hết nha. Nếu mà là cô Tâm thì cô Tâm chính phẩm hết. 45.000, màu đen. Màu đen 16, 14, 16, 18. Cái áo đen vải đẹp quá trời luôn. Đen 45.000. Mẹ nào lấy đen chốt đen giùm em nha. Đen hả? Đen Nguyễn Tú hả? Số 11 á chị. Số 11. Đen 45 Nguyễn Tú số 11. Cái này là kiểu hip hop nè. Kiểu hip hop này ha. Đó, đen chữ nè. Mẫu nào lên cũng đẹp chưa? Đen chữ 24 tới 28 kg luôn. Mẹ nào lấy đen chữ comment đen chữ nha. 24 tới 28 kg mặc dừa, đen chữ 45 luôn.
Lúc em đen chữ ha, 24 tới 28 kg 45 ngàn. Đen chữ 45. Ờ để coi nó có gì chứ để có nhắn cũng tùy. Có mai ghé mua. Đen chữ 45 ngàn ha, 26 28 kg, 24 26 28 kg. Đen chữ nha. Dung Lê hả? Dung Lê hả? Dung Lê cần xem đồ gì vậy? Comment lại giùm mình nha. Like xong rồi nhớ chốt đen comment đen nha. Đen chữ 24, 26, 28 tí. Nè, cao để tay dài này phải đẹp lắm luôn nha. Tay dài, hàng chữ TC luôn. Đen chữ 26 kg. Size số 16 đi, cái mẫu đó. Này. Có một size số 16 là size giữa giữa. Nè, cái này là cô Tâm chính phẩm luôn nha. Áo tay rất lăn như vậy luôn ha. Nguyễn Tú 45 ngàn. Rồi. Cái này 40 mày nào lấy comment em áo 40 luôn. Có size cho bé 14 tí nha. 14 20. 14 18 và 20 kg mặc dừa. 14 18 20 nha. Mày nào lấy comment giùm em áo trắng luôn ha, 40 ngàn nha. Vải đẹp. Quá trời. À, lấy áo comment áo luôn, áo trắng ha, 40 ngàn, tay dài nha. Áo trắng 40 còn 3 size. 14 10 14 18 và 20 kg. 14 18 20 nha, tốt áo giùm em thôi. À lấy áo trắng cho mẹ áo trắng tay dài. Áo trắng tay dài. Đó, rất đẹp luôn. Chốt áo trắng tay dài. Chốt áo trắng tay dài vải rất đẹp. Để áo kiểu nè, còn ở đây cục. Lai áo rồi hả? Có mẹ nào còn cái gì khác không? Cắm cuối lai áo nãy giờ hả? Chị lấy cho em hả? 10 cái khăn lao chén. À ok rồi, có luôn nha. Có nha Cảm Tiên. Có luôn cái này áo kiểu mà xa nhí nè. Áo kiểu mà xa nhí. Cái này vải đuổi nha. Vải đuổi nãy xem như ta. Cái này còn một cái 16kg, một cái 22kg nha. Một cái 16 và cái 22kg baby doll nè. Xe luôn 40 ngàn. Rồi ai lấy mẫu này comment em 40 luôn. Kiểu baby doll vậy nha. Tay nè. Đây là bãi đuổi ha. Một cái xe 5, cái xe 8, 14, 22kg. Mẹ nào lấy mẫu này comment luôn 40 nha. 40 cam. Một cái 25, một cái 16kg với lại một cái 22kg mặc vừa nha. Một cái 16kg và một cái 22kg. Chốt luôn 40 ngàn. 40. Rồi 12kg nè. Có cái áo vàng nè. Áo vàng này thiết kế nè. 12kg mặc vừa nha. Chốt áo vàng, comment áo vàng 50. Rồi đây áo chốt áo vàng luôn 50 ngàn, size 12kg. Áo vàng 50, size 12kg mặc dừa ha. Áo vàng 50, size 12kg mặc dừa. Rồi áo trắng nè. Áo trắng này 50 luôn. Một cái áo trắng. Áo trắng này chắc cũng size 12, 14kg gì quá. 50 ngàn luôn nè. Còn 2-3 size gì đây. Áo kiểu thiết kế không nè. Cái này phối về chân váy mặc cưng lắm luôn nha. Rồi ai lấy áo trắng comment áo trắng giùm em ha. 50 ngàn luôn. Đây là nó là vải đuổi đó. Gần như vải đuổi. Nhưng mà không biết là size gì nữa. Tầm khoảng 14 tới 12 tới 16 kg mặc dừa ha. 12 tới 16 kg nè, áo trắng 50, mẹ nào lấy trắng comment trắng giùm em nha. 12 kg cho tới 16 kg, còn 3 size ha. Trắng 50 ngàn. Chốt trắng 50 luôn. 13 tới 16 kg, trắng 50 ngàn. 50 trắng. Ai lấy áo mà lỗ không? Rồi lai cái cục xe đại này nữa đi. Đổi. Đổi mẫu. 12 6 kg nè. 24, 26 kg. 24, 26 và 30 kg nha. 24, 26, 30 nè. 24, 26, 30. Áo xanh nè, 45 ngàn nè. 45 xanh. Kiểu nghe nha. Rồi mẹ lấy xanh comment xanh luôn ha. Nó phối nè. Chút xanh comment xanh giùm em 45 ngàn nha. Size cho bé 24. 24, 26 và 30 kg mặc dừa. 24, 26, 30 nha. Chút xanh comment xanh luôn. Màu xanh ngọc. 45 xanh ngọc. 26 24 kg với lại 30 kg mặc thoải mái nha. 26 24 30 chốt xanh nha.
xanh xanh xanh. Mỗi một mẫu mình lên là đều có size vậy hết nha. Nờ, không có đâu, không có, không có. Chốt xanh, comment xanh. Cái đó là chút. Áo kiểu gì đó, 4-5 nha. Đây màu hồng hồi nãy có size nè. Nè, màu hồng 28kg nè, có một cái nè, nó sale như 35 ngàn nha, chốt hồng 35, size 28kg. Ủa, cái vải này rất là đẹp luôn. Hồi này hồng Quảng Châu nha, này thấy cái mát không? Mà có 35 ngàn thôi. Rồi mẹ nào lấy hồng, comment hồng 35 ngàn nha. Xanh 26kg số 10, Nguyễn Tú, Nguyễn Tú, 45. Rồi lấy cái này comment luôn, hồng 35 nè, size 28kg nè. Chốt hồng, comment hồng 35 nha. Một cái hồng 26, một cái hồng 28kg. À, 45 này, mẫu này 35 nha, một cái 26, một cái 28kg. Ai lấy comment dùm em hồng 35 luôn. Cái này là hình theo nè, vải nè, vải rất là đẹp luôn nha, 35.000 thôi. Một cái 26, một cái 28kg. Chốt hồng, comment hồng 35.000. 35 hồng màu đỏ nè, màu đỏ này 26kg luôn nè. Cái chuột đỏ, comment chuột đỏ 35 nha, size 26kg, cũng là Quảng Châu luôn. Cái chuột, comment chuột đỏ nha, cưng quá à, 35.000. À, lấy hồng, hồng đó chưa, hình như chưa có, hồi nãy như không có size nên không lấy thì phải. Hồng lấy giờ lấy 26, 28kg đó, mà trùng mình để ra cho nha. Lấy 26, 28kg chốt lại nha. Rồi đỏ 35 nè, đỏ 35 này 26kg nha, chốt đỏ, và men chuột đỏ 35 luôn. Cưng quá, 26kg nha, chuột đỏ 35 này nè. Chuột đỏ 35, 26kg, 35 chuột đỏ nha. Áo hồng là giờ có 26, 28kg á, mẹ lấy bao nhiêu ký thì chốt lại nha. 26, 28kg, có 2 size nha, 2 size. Còn cái này là đỏ, này là 26kg, 35.000, 35.000. Cái áo này cực kỳ đẹp luôn nha. Cái áo này là kiểu của tóc tốt ha, phải xuất sắc. Giờ chỉ có size nhỏ thôi chứ không có size lớn. Vàng nè, áo của tóc tốt, in vàng, có cái túi đây luôn. Đó, phía trước, phía sau gì nha, 45k. Mẹ nào lấy vàng, comment vàng 45. Cái áo này đẹp lắm mọi người. Cái này để lấy một cái ra ngoài phối xếp lên. Cái vải này rất là đẹp luôn. Đó, 45.000 nha, chốt vàng. Mã này size nhí á. Cái này em đang cầm size 16kg nè, cái số 5 nè, 16kg mặc vừa nha, 45.000. Siêu ngầu. Cái này nó có size 11, 12 mà phơm nó nhỏ lắm. Hồng 26kg nữa, lấy size L. Size L Nguyễn Tú, 35.000. Rồi cái mẫu này là 45 nha. Ai lấy được comment 45 giùm em ha. Này size nhỏ thôi, tầm khoảng 12kg, 12 tới 18kg mặc dừa, chứ không có to. 12, 18kg. À, 12, 18kg thôi nha, 45 nè, chốt em vàng 45 nha. 12 tới 18kg mặc dừa, 12 tới 18kg, 45 vàng, 35, 35 vàng 45. Cái này cái size nó nhỏ hơn mà nó mắc hơn, mọi người biết rồi ha. Phải siêu đẹp luôn, nó in tràn như vậy đó. Đẹp, in tràn, in tràn. Màu cam nè, cam, cam, cam này 12kg nè, cam này 12-13kg mặc vừa nha, 30.000 luôn, chốt mã cam 12-13kg. Mẹ nào lấy cam comment cam thì mẹ em nha, size số 3 nha, size số 3 30.000, 12-13kg mặc vừa ha. Màu cam đất 30. Như cái vải này, mấy cái vải này đẹp lắm luôn, vải nào cũng đẹp hết trơn á. 30.000. Màu vàng nha, màu vàng rất tốt, màu vàng rất tốt. Mẹ nào vô like cần đồ gì thì nhắn em ha, để em xe được không, xe về trang cá nhân ha. Mẹ nào vô like cần đồ gì thì nhắn em nha. Mẹ em có cái bộ này 30.000 nè, bộ lửng mấy gái nha, 30.000, 30.000. Còn size 24-26kg, màu xanh 30 nè, 24-26kg mặc dừa nè, nước xanh comment xanh 30 luôn. Đây là thun lạnh nha, bộ lửng như vậy nè, 30.000 một bộ luôn. Ai lấy được xanh comment xanh giùm em 30 ha. Rồi em coi xanh 24kg hồi nãy hả, xanh mà có cái phối cái lơ trước á nè. Ờ đúng rồi, lấy cái size số 9 giùm em. Rồi nè, 30.000 nha, chốt bộ 30. Lấy thêm cái hả? Ừ, có bộ mới thun lạnh ta tránh tiên. Ở dần lấy thêm cái chín đúng không? Đúng rồi. Coi lại á. Xanh gì? Xanh bộ hả? Nè 24kg nè, cái này có 45.000 nè. Lấy đồ của Thu Thiện hả chị? Thu Thiện. Mấy cái đầm ở trong này. Đầm chiếc hay là cái gì nữa, bây giờ không quên ta.
gần ở ngoài này dưới cái chồng mà có bò cam á. Hello cô gái. Chạy có chạy em mua chiếc tiền được không chị? Được. Mẹ em đi vòng vòng không thấy xe thằng Tết Trung Băng ở đây đâu, xe em không gần. Tết cơm á, hình như Tết cơm nghe lạ lắm quá. Hình như cũng không có luôn á. Đỏ đỏ. Ờ. Không có luôn mà sao? Đây đúng rồi Phương Vy ơi, bộ này đúng không? Đúng ok lại cái nha. Đâu đâu không? Không phải, có bốn cái đầm 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 3D á, đầm bò á, đầm thun á. Nè cái áo nè, có lấy chốt lại nha. Của Tâm chính phẩm luôn. Ờ à, ok. Rồi, chốt luôn cái áo. À rồi Phương Vy đó, bộ màu xanh. Bữa chặn cái gì ta? Bốn cái đầm, một cái chip với lại cái gì nữa? Ủa cái này là của Thiên Thiên Hồ. Rồi đầm thì chừa lại rồi. Còn ừ, không chừa là bán hết mất tiêu rồi đó. Còn chip với lại cái gì nữa? Chip hả? Số 7 đi. Chip số 7 rồi được rồi. Chip hồi nãy mà cái lúc nãy em mở ra thử. Phương Vy nè. 30.000. Rồi xe lớn rồi đó. Xe 10. Xe 10 nha. Phương Vy size 10 rồi, rồi hồng nè, giống vậy luôn nè, 30.000 luôn nè. 22 24 28 kg nè. Ở đấy hồng rồi, mấy hồng y vậy luôn nha, mà màu hồng. Ủa, có cái đầm à, à, cái đầm mà trong ghế trong á, đầm beo mà hai dây đôi ở trong này. Ờ, trong ghế ghế trong á, trong cái chồng ghế hay là giờ dưới ngay vỗ chân vậy nè. Hồng nha, 22 24 28 kg. Mẹ lấy comment hồng luôn. 22 24 28 kg không dây, mà dây beo luôn á, nguyên cái bộ mà làm beo á. 30 nha, hồng 30. Cái bộ này mặc mát lắm á. 30 à. Em nhớ là nó nằm sát trong ghế á, gần trong ghế á. 30 hồng. Hồng 30. Cái gì nữa? Cái nào? Không, cái đó khác nữa, mà cái đó hết rồi, hết size rồi. Bộ ngố này có nè. Ngố này bán một giá luôn nha, 30 nghề luôn nha. Ủa 40 nghề, sorry. Nhiều này hả? Ừ đúng rồi. Bao nhiêu? À, size 7 được rồi. Cái đó cũng to lắm, lấy thử một cái thôi. Nè ngố nha, cũng lạnh luôn. Mà tại vì cái mẫu này nói chung là xe 40 nghề là cũng lỗ luôn rồi đó. Cởi rất là mát luôn ha, 26 kg nè. Còn một size 26 kg. Một size 12 kg. Với lại một size 22 kg. Mẹ nào lấy vàng comment vàng 40 nha. Chốt vàng 40 luôn. Cái quần lửng nha. Quần lửng vậy nè. Mà quần ôm á, nó đúng là chuẩn ngố luôn á. Size 10 ha. Size 3, size 8, size 10. Rồi mẹ nào lấy được ngố comment ngố nha. Chốt ngố này ha, 40 luôn nè. Cái vải đẹp lắm luôn. Nãy giờ cái mẫu nào cũng vải đẹp chứ, mà đẹp thiệt. Nè hàng này ngố này hàng công ty nha. Đấy chốt lại luôn 40.000. Không có à, 33 kg hả, mẫu khác nha, chứ mẫu này không có. Tại vì cái này còn rất size để em xem thôi. Lớn nhất là size 10 rồi chứ không có lớn nữa. 33 kg hả, là phải mặc số 13. 33 kg là phải mặc mẫu số 13 nha. Số 13 thì để em tìm mẫu. À 13 có nè. Mẫu 26 kg hả. Ờ ok. Thẩm tiên cái này là sau Navan. Hình này của bé gái nha. Mẫu này của bé gái chứ không trai đâu nha. Thẩm tiên nè. Rồi, coi chừng hết số 8 rồi. Mình sau Navan. Hết số 8 rồi. Ngố 33 kg là size số 14. Thôi 13 chứ. Hết rồi, số 9 hả? 4 số 9 thử. Nhưng mà còn ngố bèo thôi à, chứ ngố 9 số 10 à. Số 19 được không? À đợi xíu nha. Em ơi, số 9 được không? Số 8. À có mấy dạng ngố của Tâm như vậy nữa nè, nhưng mà ngố này là ngố của Tâm chính phẩm nè, được chưa? 90.000 bộ.
Cái này thì bự, số 9 thì bự nè. Cái này là vừa rồi. À, còn hôm bị nó không mặc được mẫu này thôi, chứ cái mẫu này là vừa rồi. Tại vì phơi mày to thiệt. À, ngố size 23 kg. Chị vô cất mấy cái đầm á, sẵn thảy giùm em mấy cái bộ ngố ngố loan qua ngoài kia. Mấy bộ ngố loan có chuột bất kỳ ngố nữa. Cái mà lấy quần chip lớn hơn luôn, quần chip rồi. Rồi đây, chip số 8 rồi. Số 13 cũng còn tay, số 14 luôn rồi. Hết trơn rồi. Tụi như cái gì cũng hết trơn á. Mà một nhà đồ. Có quần sọt riêng. Quần sọt riêng mà size đại thì cũng có ít mẫu thôi, nhưng mà có. Ngố này số 12 là 32 kg mặc được nha, còn số 13 thì khoảng 33-35 kg mà em hết rồi. Em hết rồi. Áo sọc to hả? Nam 15 kg, gái 23 kg hả? 8 này. Có áo sọc nè, ngố 3D vậy nè. Còn là ngố cô tông nè. Đây. Ngố bony nha. Đây là bộ ngố, ngố nhưng mà ngố của bé gái. Sao này sao số 13 thì nó tầm khoảng như ta 33-35 kg. Còn số 12 thì tầm khoảng 30-32 kg gì đó. Còn được 32 kg. 32 kg thì em còn được hai màu, còn 30 nè. Ngố vậy, xe đại nè ha. Đại em bữa bán nhiêu giờ 65.000 nha, mẹ có lấy được cái chốt nha. Xe luôn 65.000. Còn con gấu nè. Còn con gấu. Con ngựa con đi về công chúa. Áo sọc to thì hình như là có áo của con áo trụ á. Nè. Trời ơi, vậy mà bữa con hỏi số 9 nữa chứ. Công chúa. Số 7 mình còn. Hả? Em không biết đâu, chị nhìn thử coi. Vậy em thấy da nó rộng hay sao? Em thấy nó dài. Công chúa. Mặc vô thì nó sẽ giật lên em một chút nữa. Tại này lên vai này kia nó phải giật lên. Em cho nó thử đi. Nè bony đây, ba mẫu thôi. Xe đại nha, nhưng mà tại vì còn rớt mỗi xe 65 á, chị có lấy được thì tốt ha. 65.000. Còn mấy cái này là cô tâm chính phẩm, để có những cái mẫu khác nữa, là hình khác nữa thì cái này là 90.000. 90.000 nha. Chuột, chuột gấu rồi xanh vàng cam. Xanh vàng cam mẫu khác. Trời ơi, tao giữ vậy. Cô tâm chính phẩm luôn. Cầm cái vải mắc rụi luôn á. Như mấy set này là 90 nè. Mà nó có màu khác và có hình khác nữa nha. Hình khác, màu khác nữa. Hình khác và màu khác. Sọc to. Áo sọc gái là không có rồi. Áo trai thì không biết, để tìm lại thử. Số 7 là 15 kg. Mày nghe là rộng mà nó có đó, số 7 là vừa rồi chứ. Mình đưa ba quấn lên nó sẽ chín. Trời ơi, 12, số 8, số 11. Hai màu cũng đẹp lung linh luôn. Còn, hai màu dễ thương không ha? Hai màu xinh lung linh luôn hả? Đây nè, để cho trai hả? Áo sọc bít trai 15 kg. Giống như đi bơi vậy mà. Chung cái này á, em cho nó bằng đại khung mà nó đâu cần phải gì đâu. Em phải cho nó mặc cái gì vừa dặn xíu cho nó đẹp. Đại khung mà đâu phải là mấy cái giải này đâu mà em cho nó bằng rộng rãi. Khung là bận cỡ nào nó cũng ấy được. Cái gì đó, chờ. Số 7 người ta bằng vừa y luôn. Bữa lấy số 7 người ta đẹp rồi. Đây đây anh con. Thun mà không có giá, không có cỡ nào ấy được chật đâu mà.
đồ vô lễ lớn đấy ta đứng kỳ quất mấy cái quạt áo phom mà sao 15 kg luôn phải không? Không phải không chị, đây bận mấy này cưng chứ còn còn bận mấy này cưng. Có một cái áo sọc đỏ này, áo trụ sọc đỏ. Cô gái ta duyên duyên nhìn dâu đẹp cái mồ mẹ này cũng dưới luôn. Mẹ này hai đứa cháu chị lấy nguyên cặp về bệnh lưng lắm đi. Cái đầm này sao nãy lỡ thử không thử cho chị cái này luôn nè. Đầm này ta cưng mà 14 rồi, cái cặp to này cũng không có sai luôn rồi. Không có mấy cái dạng khả năng sọc thì nó như vậy nè, chứ nó không có sọc, chứ nó không có cổ tròn nha, cổ tròn là không có sọc luôn á. Cổ tròn là nhớ à, cổ tròn là có, chỉ có mỗi sọc cam với lại mỗi sọc xanh lá, sọc cam và sọc xanh lá. Thử lên giữa eo nó cũng đi đường dây thun mà bởi đâu có xài chậm. Thấy không, cái này tôi tết là mặt cân luôn á, chứ rộng chật đôi chật thấy là muốn rộng rồi đó. Thấy tết là bận vừa đi luôn á. Đẹp mà con. Trời ơi, 15 tiếng rồi đây. Gì vậy? Dưới nắng đó. 15 tiếng. Sọc. Sọc có bâu, có bâu rồi. Sao bé hả? Là mẫu này hả? Ở này em còn size 14 15 kg. Ốc phát cà kỳ túi hộp. Cho bé. Của người lớn. Không. À. Mấy kiểu của người lớn. Cà kỳ ở trong em có màu hồng với màu vàng á. Vậy hay là có hai kiểu, màu hồng với màu vàng mà sao á. Màu hồng màu, màu màu kem với màu vàng mà màu hàng hồng hồng nhạt á. Nó cà kỳ của anh Châu á. Nè, trời ơi, mừng quá. Nằm trong đây 15 kg hả? Đây nè, sọc đỏ như vậy nha. 60 ngàn nè, mẹ có lấy được chốt sọc ha. Cổ trụ, cái này là hình theo luôn, của tâm chính phẩm luôn. Rồi lấy được sọc đỏ, cho mấy sọc đỏ nha. 15 kg nguyên cục này luôn. Ờ, nhưng mà nó hết sai rồi. Hả? Ừ, đúng rồi, nó đó. Đúng luôn. Vàng còn mẫu như vậy thôi nha, chứ kiểu khác là không có nên không có sọc đâu. Nè, sọc xám nè, xám này 50 nè. Trụ nè. Rồi lấy xám của bên xám nha, trụ này 50 ha. Nó size 16 kg mà thoải mái luôn. Size 5 hết. Xám màu biệt, màu cam hả? Vậy nó có 1 kiểu được không? Có 1 kiểu thôi. Mình có cái màu đỏ kiểu khác. Nè, màu cam nè, đó. Cô Tâm chính phẩm nè, 50 ngàn áo trụ với chai ha, 15-16 kg nha. 15-16 kg. Mẹ có lấy được thì chốt lại ha. Mẹ có cái trắng siêu nhân dễ thương nè. Trắng siêu nhân. Màu đỏ kiểu khác. Trắng nè. Đỏ hay kiểu như 15-16 kg. Đóng phim 15-16 kg. Trời ơi, con gà, con trai đang la nguyên cục áo trai mà, đâu có áo gái trong này. Áo trụ của mấy trai mà.
12 kg này là mẹ hỏi mẫu bé gái hay mẫu bé trai vậy? Bé trai thì cũng có luôn nè, 12 kg là có luôn nè. Nè 12 kg nó cũng có đó nè, có caro rồi nè. Đó. Caro nè, xanh đen nè. Cam nè, đó, 12 kg bé trai cũng có luôn nha. Trai hay gái thì comment thêm thì mình để có biết mẫu á. Còn cái này là bé trai hết, nguyên cái cục này đâu có lây qua bé gái đâu. Nè. Rồi ok, sọc đỏ. Chiên chiên hồ. Chiên chiên hồ. Cái này cũng có 12 kg luôn, để mình lên màu 12 kg nha. Không có. Không có bé gái lớn nha. Cũng hết size lớn rồi. Size lớn cái đầm riêng cái quần này phải không? Mấy cái đầm này là đầm bữa bán như 59 ngàn á. 59 ngàn không phải cái này nữa. Đâu có thấy cái này không à? Này số mấy? Số 7. 60 ngàn. 60 chứ nhất chiếc số 8. 60 120. 2 chiếc 100 ngàn nữa đi. 120. Rồi quay đây mình vẽ mấy là cho nó chọn lại lại bên mẫu lại nha. 16. Chai bộ cũng có hả? 12 kg nha. Sơ mi nè, cái này đẹp ghê á, 50 luôn nè. Sơ mi caro chic nha, 12 kg nè. Mẹ lấy comment luôn caro xanh ha. Hai mát gì luôn nha, 12 kg. Xanh caro 12 kg nha, 50 ngàn. Chốt xanh đẹp comment xanh luôn. Xanh 50. Rồi áo trụ ha. Áo trụ, áo trụ. Áo trụ là có sọc xanh nè, 12 kg nha. 50. Sọc xanh comment xanh luôn, size số 2 đó. Mà phơm của nó cũng thoải mái lắm. Sọc xanh comment sọc xanh nè, 50 ngàn nè. Size 12 kg nha. Không phải là mình lấy áo lẻ không vậy? Để mình la, để mất công chờ á. Có lấy áo lẻ thì mình lên nha, chấm cái lên mẫu ha. Xanh 50. Xanh đen này đẹp nè. Xanh đen, xanh đen. Xanh đen này đẹp ghê luôn. Mặc lên trắng lắm luôn nha. Xanh đen nè, 50 nè. Xanh đen, sọc cam. Sọc cam, sọc cam. Cứ ấy đi. Sa cơm vừa chưa? Hay sa cơm banh. Sọc cơm rêu nè. 0600 7533. Mắt 7533. Cái con này hơi nhỏ. 2818. Đen. 7533 2818. Ờ đúng rồi. Cam chữ. Cô sẽ tài khoản không học lại. 0600 7533 2818. Màu đen. Đen nè. Đúng rồi. Ờ đúng rồi. Em 220. Em chuyển 300 luôn thì hóa là em bắt chụp hả? Ủa chi vậy, mất công vậy? Chuyện lẻ đi, có gì chuyện gì. Sao vậy? Chỉ 220 cũng được. Chồng em theo em mua đồ. Vậy hả? Cũng được. Rồi, đen nha. Đồ cái này size số 3 gì mà kỳ vậy ta? Ô đen này 10 kg thôi á, size nhỏ quá. Size số 3 mà có pha quá chút xíu à. Số 3, sao cũng được hết. Sắc đỏ. Đỏ này cũng có 12 kg nè. Cái chai 22 kg nè. Có luôn. Hai gì cũng có hết luôn.
Rồi. Em đưa cái đó. Đợi em một xíu nha. Nó chỉ không có cái tay, nó chỉ cái tay nó chỉ có thêm miếng bèo thôi chứ dưới nó vẫn có bèo cho em mà. Tại vì nó được cái đi làm, tại vì cái này nó có cái cổ, cái kia nó không có cái cổ. Nó chỉ khác có cái tay bèo xíu bèo được cái cổ thôi chứ đâu có gì đâu, chứ dòng dạt bèo dưới vẫn vậy mà. Có còn mấy cái bạn gái luôn 50.000 nha. Bạn gái với mấy cái mẫu khác luôn. Hả? 50.000. Chưa lại bữa giờ cất thì khách hỏi nó hết trơn rồi. Không có số, không có. Nó có lần từ chùa nó khách hỏi nó mình không có. Nó móc chen bò này lên. Chùa nó chiếc nó sao ra là bởi vì mấy cái đồ này nó nhanh ra mẫu đó. Hôm qua cái nó ta đi cái ta hỏi không có cái nó cho nó mẫu. 23 kg nè, cân quá trời luôn nha. Hôm 23 kg rồi để đầm bữa hôm bữa rồi. Trời ơi, có người đồ sáng em nói gần 2 tuần mà chặt để kìa. Nhắc cho nó quên rồi xong cái quên nữa. Quên rồi quên nữa. Thì bữa đó mình còn 4.
4. Cái bò hả? Cái bò còn số 4 gì vậy? Bò số 4. À, ở số 4 còn mỗi gì? À, đợi xíu nha, để mình xem nữa nha. Cái con bò rất là xinh luôn. Con bò là còn hồng nhạt, gấu. Số 4 hả? Hết rồi. Con bé dâu. Số 4 hả? Ừ. Hết con bò rồi nha. À, 14kg là còn mấy màu này, còn 3 màu thôi à. 3 màu này thôi. Còn 3 màu này thôi nha, hết bò. Bò này size lớn là 22kg hơn 23kg. Nè, 14kg nè. 14kg là còn Hello Kitty ha. Hello Kitty. Ở phía sau nhìn cũng cưng, mà phía trước nhìn cũng cưng nữa. 14kg ha. 60.000. Rồi cô bé dâu nè. Dâu. Vải này rất là mềm mát luôn. 3T. Ủa size 4T chứ, 12 14kg nha. Rồi gấu nè. 12 14kg gấu nó ăn. Còn 3 màu này thôi nha, bò thì mình hết rồi ha. Hết bò. Bò là 23 24kg. 20B là 24kg. Đây có cái gì nữa như sao? Mẹ có lấy được mẫu này thì chốt lại ha. Hết mẫu rồi. 22, 23kg nè. Cũng còn là con Hello Kitty luôn ha. 23kg nè. 23kg mặt cũng được. Form này nó cũng to mà vải nó cũng thoải mái, co giãn thoải mái luôn. Bé ha. 22, 23kg đi. Rồi bò. Bò là nhìn thấy cưng liền. Siêu cưng con bò. Tắt cái vô lai lại nha. 5 phút nữa vô lại nha. Thay đổi giờ không khí chút rồi. 5 phút nữa mọi người, ai cần đồ bé vô lại giùm em nha.